Các bạn nhìn thấy bắt buộc nha. Rồi. Thì giờ công ty mình là dùng tracking hết. Hồi xưa thì mình dùng bamboo á, thì cái nói chung là cái hình vẽ nó, cái hình nó to hơn, chữ to hơn, mình thích hơn. Mà thì cái workflow là như vậy. Rồi sorry các bạn. Mình đang có cái này là iOS Station Simulator thôi. Nói vậy thôi chứ thật ra trái cây của nó có một trái cây rồi mà hai trái cây rồi mà nó không có gì kinh người á. Cái này là của project khác. Thì cái workflow ở đây á, cái workflow của các project này nè, là đó là thằng developer á mà làm xong rồi á, tức là làm xong cái code của nó rồi á thì đi lên trên này, đi vô trong cái ngay cái chỗ này luôn nè, nhấn nút build. Rồi thì nó đang build nè. Thì ủa gì sao đi nha. Staging Simulator nè. Đây. Rồi sau đây nó sẽ, bạn sẽ hình thấy có một cái gì đó đang có một cái bảng view đang chạy. Khi các bạn view đó, bạn có thể, bạn nếu như bạn không muốn quan tâm thì thôi, bạn có thể quay lại sau 2-3 phút. Nhưng mà nếu như bạn quan tâm đó, thì bạn có thể nhấn cái console nút này cho coi là nó đang làm cái gì trong đó. Bản chất của cái này là nó đang build, nó nhận về cái sổ code của mình và nó build lên thành một cái system để nó chuẩn bị nó test. Nhưng mà bây giờ nó mới build lên. Cái này có rồi đó, mình nhớ 2-3 phút đó. Đúng rồi, chắc là nó nhận cái sổ code của mình vào, giống như là developer nó nhận cái sổ code của mình vào và nó build lên. Nó build lên thành cái gì đó ở trên một cái testing server nào đó. Cái này là full project khác cho nên mình dùng chữ nào đó. Có thể dùng hơn. Hẳn cho em hỏi là thì em nói cái CI test này á, là cái phần unit test và dev interface. Nếu vậy thì nguyên trong cái CI test này thì ai là cái người chịu trách nhiệm cho tổng cái CI test này? Mình có thể nói đó là cái người manage, có là cái người quản lý cái CI system này nè, tốt nhất là nên là QA lead. Cái lý do là developer biết test nhưng mà mình là người control cái quality đó. Tức là nếu như mà nó biết từng, người ta biết từng mình đầy đủ thì mình có thể hiểu rất là dễ, tại vì nó là feature thường thường là ra đúng hay sai hoặc là kết quả rất là nhất định, cho nên là mình hoàn toàn có thể kiểm tra được là cái unit test của người ta biết có đúng hay không. Unit test là từng hàng một, nó biết rất là tường minh, mình có thể nói nó rất là tường minh, cho nên mình sẽ phải là người control unit test. Còn chắc chắn là integration test với lại UI test là mình phải control rồi. Và thực ra mà nói thì thường thường là developer giao cái nhiệm vụ đó cho QA hoặc là QA, tại vì người ta không có thích dành thời gian để nhìn cái notification để coi coi là cái gì bị fail. Thường thường người ta để cho mình làm chuyện đó, và nếu như fail thì nói người ta. Sau đây các bạn có biết cái này, mình theo mình biết là cái này ở đâu đó 2-3 phút hoặc 3-4 phút gì đó. Không bạn ạ, thực ra là cái này á, nó chạy nhầm ở dưới đó. Cái này chỉ là cái console output thôi. Cái này là cái dòng lệnh console output thôi, nó đang build đó. Chứ còn nó không có chạy gì hết, cái này chưa có chạy test case. Mà đang nói là cái này nó mới check out sụt code về và nó build cái system này lên thôi. Chỉ mới vậy thôi đó. Ở trong cái chờ mọi người muốn hỏi gì thì mình có thể mình hỏi, mình trao đổi ha, chứ mình để thời gian không cũng phí. Sao đây các bạn, mình chọn anh nghĩ chắc hãy giải thích lại xíu chỗ này á, có nghĩa là ví dụ những cái task mà thằng CI nó chạy á, bắt đầu đi nó thường nó làm cái gì, nó làm cái gì. Thank you.
Rồi. Thì cái CI/CD này nè, cái mấu chốt của mình đó là bạn phải có test. Tại vì nếu như không có test đó, thì cái hãng CI này chẳng khác, nói chung là nó có đi luôn tù, giống y như là bạn merge lên thôi, bạn xem một cái merge khác lên thôi, và bạn merge master thôi. Cái quan trọng là bạn phải biết test. Cái thứ hai đó là cái CI này nè, nó phải làm sao để nó biết được rằng là, xin lỗi nha, hơi nhẹ tí, đó là sao nó phải biết được rằng là cái source code này là cái thằng này là commit lên một cái code, và cái code này là so với cái master hiện giờ có cái gì đó thay, có cái gì đó khác để nó trigger cái bộ test case của mình lên. Đó là hai cái điểm cơ bản. Còn về mặt process mà nó có thể hoàn toàn linh hoạt được. Ở đây á, nếu như mà gọi là strictly hoàn toàn á, tức là về mặt ID basic của CI á, là nếu như fail là không cho mệt. Nhưng mà như mình giải thích hồi nãy á, thì đến một lúc nào đó fail mình vẫn muốn mệt. Cho nên là mình có thể build cái chuyện đó, là mình phải vào Jenkins, phải có người có kinh nghiệm khá là nhiều á, để mình build một cái gọi là, ở đây không có nói, nhưng mà mình phải build một cái màn hình. Cái màn hình đó nó hiện ra tất cả những cái merge request của mình. Nó là merge request A, B, C, command là gì đó. Nó ghi cho, nó như mà green đó là nó sẽ là màu xanh. Còn fail đó nó sẽ là màu đỏ để mình biết được là cái nào. Mình sẽ là người control. Mình nói là cái này mặc dù nó đỏ nè, nhưng mà nó vẫn merge được. Nhớ là set merge. Và nó sẽ được merge vào master. Và trong master nó sẽ có cái dòng, mình phải làm sao cho nó có cái dòng lock để nói rằng là master vừa mới merge một cái thứ gì đó mà làm cho nó đỏ. Thế đó. Success. May quá. Thì nó success rồi ha. Thì như bạn để ý là cái workflow này là sau khi mà nó build được success, tức là nó sạc được cái system lên đó, là ngay lập tức nó chạy automation test. Đây, nó chạy automation test đây. Và cái job nó đang chạy. Cái này thì nhanh hơn, mình đảm bảo là cái này nhanh hơn. Nó chỉ có 2 cây thôi. Sao đây vậy là cái này là không phải là của mình, cho nên là không dám. Với lại còn nếu như mà nói về project của mình đó, thì nó có, không biết mình nói chơi cho vui ha. Mấy bạn ở đây là có ai biết được một cái thuật ngữ gọi là NDA không? Non Disclosure Agreement. Đại thể là mà nếu như mà bạn ký một cái thỏa thuận đó, có nghĩa là bạn không được tiết lộ cái project này với mọi hình thức. Đơn giản là gì? Nó chạy lên can được chưa? Ở đây mình nói luôn anh, cái lá hồi mình bây giờ mình sẽ đi qua cái demo thứ hai, nhưng mà cái demo này nè, cuối cùng nó sẽ có một test case pass và một test case fail. Và sau đó sau khi mình nó chạy xong á, nó sẽ hiện lên trên cái slide này cho nãy nè. Lá hồi tụi mình sẽ check cái room này nè, nó sẽ là một cái y chang vậy nè, không có gì khác đó. Là nó sẽ pass một cái và fail một cái vậy đó. Mình sẽ quay lại sau mấy phút nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái demo và CI của bên project của Hải ha. Đúng rồi, tại vì nó tự động mà, cho nên nó là mình làm càng ít việc càng tốt. Chắc lẽ là giờ này nãy giờ là Hải ngồi đi uống cà phê rồi xong quay lại rồi nó bắt sẽ fail đó. Special perform. Rồi. Bây giờ Hải sẽ đóng vai làm developer ha. Hải mở một cái file nào đó lên, Hải đổi. Rồi, hãy đổi cái file đó. Cái xong rồi hãy commit cái code của Hải lên. Cái này là nhân tiện, cái này là supreme, một cái tool của Atlassian. Đơn giản là nó làm cái chuyện mà push merge gì đó, nó đơn giản hơn. Có UI để làm. Commit selected. Hãy nói là test. Present. Đó.
và giám đốc commit. Thì lúc này đó là Hải đang đóng vai developer, Hải đẩy code của Hải lên trên cái branch của Hải đang làm nha, chưa có lên master nha. Hải đẩy lên trên cái branch Hải đang làm, tên là cái branch đó tên là Hải Taxi A2 á. Rồi thì cái bạn sức đặc biệt bên Hải làm rất là cool, tức là khi mà người nào đó mà đẩy lên trên cái branch rồi á, là lập tức đó, nó sẽ có một cái notification, cho dù là trên branch của người ta nha, nó sẽ có một cái notification đây, người ta có thể kích vô đây cái. Rồi ở đây nó cho mình cái button là create merge request, thì hãy kích vô đây. Rồi cái kiểu bạn này nè, thực ra bây giờ tụi Hải đang làm theo kiểu là bạn có thể chạy cái CI này cho tất cả mọi brand, tức là nếu như bạn muốn thay vì là bạn mệt định mệt vô master, bạn có thể mệt vô cái brand khác cũng được, bạn có thể change ở đây được. Nhưng mà hiện giờ thì Hải sẽ demo ở master thôi, nhưng mà hiện giờ tụi Hải đang apply cái được và có thể test ở trên mọi brand được, thì Hải sẽ gửi cái merge request này đi. Rồi như là developer Hải gửi cái merge request này đi, gửi gì rồi nó nói rằng là nó đang build, cái là cũng giống như thằng kia là khi mà được gửi cái merge request á, thì nó sẽ pull cái code về nó build lên, lát nữa đây sau khi nó build lên xong nó sẽ chạy test. Rồi từ từ mình cứ đợi đó đã, tiếp tục đợi. Đây là nó đang nói là nó builder nè, lát nữa đây nó sẽ nói là success, không biết là khi nào luôn. Đây mình có thể coi cái persona book của nó. Ôi mẹ, fail again. Well, rồi. Đợi 2 tiếng nha. Cái tên này từ đâu? Đúng rồi đó, chưa hết là cầu không? Mình chỉ đang làm lại cái chỗ hồi nãy mà mình làm thôi. Rồi mình nhấn commit. Hy vọng là lần này nó được, còn nếu không là xin lỗi, mình phải xin nói lời xin lỗi. Rồi, mình sẽ vô trong cái builder của mình. Về cái mặt thực tế. Thì nó sẽ gửi cái mời sự test đó đi. Hồi ở last year đó, thật ra developer mỗi lần mà nó chạy automation test rất là rung. Tại vì bởi vì sau đây các bạn là cái một flow thứ hai đó, người ta chỉ dừng được ở đó thôi, nó chỉ nó là Hải không biết lý do tại sao hiện giờ nó đang bị fail, nhưng mà nếu như nó pass đó, thì nó sẽ tiếp tục chạy cái bộ test case, và nếu như pass thì nó sẽ tự động nó deploy luôn. Mình đang định demo cái chuyện là nó sẽ deploy trên cái thứ đó lên một cái chỗ nào đó cho các bạn không, nhưng mà hiện giờ thì nó đang fail. Xin lỗi các bạn. Nó giống như là nó chết giữa trường đó, chứ nó như mà nó fail đó. Là failure vậy nè. Là nó failure, mà nó failure một cái gì đó không phải là bị test case. Cái này nó chỉ là bước build thôi, cho nên nó failure vì một cái lỗi gì đó mà thực ra là mình không control được. Nhưng mà nếu như mà là sức đặc biệt thì nhìn cái này người ta có thể trace ra lỗi là gì.
Hải á, bản thân Hải á, thì Hải không có, tức là Hải chỉ define ra bộ test case và Hải define ra cái dòng lệnh để chạy test case đó. Giả sử là trong project của Hải là python-manage.pi.test chẳng hạn, và Hải đưa cái thứ đó cho sếp đặc biệt của Hải, sếp đặc biệt của Hải nó sẽ phân tích cái tracking này cho Hải. Thì cái phần demo á là mình kết thúc ở đây, thì bạn này có câu hỏi. Sau đây các bạn là nó hơi, thứ nhất là cái này nó hơi automation, cái thứ hai là có một cái fail rồi. Cho nên là các bạn có câu hỏi nào nữa không? Alo, Hải cho mình hỏi là hiện tại Hải đang deploy hay làm CI/CD vậy á, là Hải deploy lên kiếm được một cái thằng server và Hải deploy cái code trên một server khác, hay là Hải deploy cùng lên kiếm và cùng code trên cùng một server luôn? Theo Hải được biết hiện giờ thì sức admin của Hải á, đang cần fix sao cho cái Jenkins này nè, nó được build ở trên cái gọi là Bruno CI. Và cái khi mà nó build lên server thì nó cũng build ngay đúng cho nó luôn. Đương nhiên là mình hoàn toàn có thể làm chuyện đó, tức là không thích cho nó làm chỗ khác được, nhưng mà tại vì server của tụi Hải hiện giờ có hạn cho nên là lấy một cái thôi. Chuyện đó thực ra thì cái Jenkins ở đâu và cái tạc server ở đâu nó không có ảnh hưởng nhau lắm. Các bạn nào có câu hỏi khác không? Lúc nãy mình thấy là có build cái project của iOS đó. Thì mình thấy là build thành công, thì lại gọi qua một cái build job khác để chạy test. Thì mình có một thắc mắc là tại sao anh Hải mình phải cầm phít như vậy. Tại vì khi mà mình trai lại cái log của cái job đó thì mình thấy nó success rồi, mình phải đi coi một cái job khác nữa để xem cái unit nó có thành công hay không. Thì em thắc mắc tại sao mình lại phải complete như vậy. Các tưởng tượng giống như là bạn viết một cái feature, bạn phải chia ra thành hai hàng vậy đó. Tức là mỗi hàng là một cái feature, là một cái công việc riêng biệt. Giống như là có một hàng đó là làm nhiệm vụ login, còn có một hàng là làm nhiệm vụ validate đó. Thì ở đây cái ý tưởng đó là tại vì sau này nè có thể là mình muốn cái job thứ hai đó là nó chạy một số lượng test nhất định, giả sử là nó chỉ chạy có hai bản test thôi, có hai cái bài test thôi đúng không nè. Sau này á mình có thể build một cái job khác, mình chạy 10 cái bài test khác và mình thay thế cái build job này, chuyển đổi qua lại giữa hai cái job này. Cho nên nếu như mình có thể tách cái hai cái công việc nó làm hai á thì nó sẽ hợp lý hơn. Theo như mình biết thì mình có thể gộp luôn những cái build job khác và cái build job chính của mình một cái mình được hả? Thì như vậy mình sẽ thấy mình sẽ dễ dàng control hơn, và mình thấy cái quá trình nó build thành công và nó sẽ gọi những cái build job, những cái test case nào. Thì giả sử như là đứng về mặt của mình là khi quay thôi nha, thì mình muốn biết là khi mà mình nhận một cái signal là fail hay là success á, thì mình muốn biết là nó success cái gì hay là fail cái gì. Nếu như mà bạn Tom nó lại là một á, thì có khả năng đó là Hải nhìn vô fail là Hải phải nhìn vô cái lốc để coi là nó fail ở chỗ build hay là nó fail ở chỗ test, đúng không nào? Vậy khi mà Hải muốn coi cái kết quả cuối cùng Hải muốn nhận được á, là Hải sẽ xem ở cái build job mà nó chạy hay là những cái job của test. Hải á, tôi như là một người mà monitor, tức là Hải là người manage cái CI system này, thì Hải sẽ nhìn cả hai. Cái việc đầu tiên như nãy giờ Hải nhìn đó là Hải sẽ nhìn lúc mà nó đang build, Hải sẽ nhìn vào cái chỗ build, và Hải lúc mà Hải thấy nó build pass rồi thì Hải sẽ nhìn cái chỗ test. Nếu như vậy thì mình cảm thấy có cái sự mà nó mình khó cảm thấy cái kết quả, cái sự liên kết của các kết quả ở cái build với lại cái test đó. Theo mình thấy thì mình có cái, tức là mình có cái mối liên hệ khá là rõ, tức là trong cái build nó nói rất là rõ cho mình là sau khi nó build success xong thì ngay lập tức nó chạy
cái bài test này hay là cái bộ test này khá là rõ ràng cho mình. Trong cái build đó thì nó có báo cho mình cái log hay là cái kết quả của cái test luôn không ạ? Không, tức là nó chỉ báo cho mình là nó đang chuyển sang thành cái chart khác và mình sẽ phải vô cái chart đó để mình coi kết quả. Hải thấy là Hải thấy cũng xin lỗi đến về góc độ Hải thì Hải thích như vậy hơn là nếu như mình nó có bị fail, tại vì sơ sát thì thường thường là không ai coi, đâu ai phải coi gì đâu. Còn nếu như mà fail thì Hải cũng biết là nó fail chỗ nào thôi. Cảm ơn Hải. Cái này mình không phải là hỏi Hải, cho cái bạn kia một tí là bởi vì khi mình làm á mà cái CI á thì thường mình phải có một cái gọi là build step. Khi mình chạy cái unit test nó pass rồi á thì mình sẽ có được là pass hay fail, thì đó mình tiếp tục là build cái deploy cái thằng build lại hay không. Thì cách mình làm là như vậy, chứ Hải thì Hải đang làm theo cách mình bảo là Hải build trước rồi Hải test cái automation của test của Hải sau. Mình chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Tên vui là cái trái cây của cái bộ đầu tiên đó là nó đã chạy cách đây, nó đã chạy xong cái tên vừa. Ăn sau đi, cái thằng của em mất tất phần nữa rồi. Như Hải đẩy show là một cái Jenkins, là một cái tool build giúp mình build với CI đó, thì cái này là Bamboo. Thì cái Bamboo này á là cái tool này của Alassane nè. Mình nhìn thấy cái layout y chang Jira đúng không? Cũng có cái nút create, bấm create đây nè. Nhưng mà create này không phải tích cực mà create cái build plan. Thì khi mình tạo một cái build á thì nó giống như vậy. Nó sẽ giúp cho mình hỏi là có bao nhiêu cái job, bao nhiêu cái stage. Thì cái bây giờ câu hỏi là ở đây mình có một cái job thôi. Nhưng mà trong cái job đó nó rất là nhiều task, có rất là nhiều cái task ha. Thì ví dụ cái task đầu tiên là check out cái source code về, nó lấy source code ở đâu đó, thì mình có chung server, chung máy tính hay là ở đâu kệ không quan tâm, cứ miễn có cái link cho nó là được. Rồi sau đó nó làm gì? Build. Sau đó nó bucket lại, tại vì ở đây là cái .NET nên nó phải có bucket nữa, nên là nó có nhiều thứ. Còn ví dụ mình làm bằng Java có thể là nó không có nhiều step như vậy. Rồi tiếp theo nữa là nó cũng là một cái script, nó sẽ chạy unit test, rồi n unit test bạn sơ gì đó, nó capture cái kết quả lại. Thì nó có nhiều step ha, mình muốn làm gì nữa thì cứ tạo làm rồi run iteration test, rồi mình capture cái kết quả nữa. Rồi cái final á, ở dưới này á, là mình muốn làm gì nữa thì mình cứ thêm task, cứ thêm task vào. Thì cái câu hỏi là mình để task ở đây hay là mình tách riêng và ra nhiều cái job, đó là tùy. Như hồi xưa mình làm Alassane á, là mình không có làm tùm lum như vậy. Một cái job á, là nó làm một cái phần nào đó thôi. Ví dụ như mình có nhiều cái environment đi, mình chạy trên dev, chạy trên staging chẳng hạn, thì một cái đó mình cho nó một cái job, hoặc mình cho một cái job rồi chỉ check out code rồi build thôi, rồi một cái job khác run unit test, một cái job iteration test, một cái job là deploy hay là merge hay làm gì đó. Ví dụ thì cái đó tùy cách mình có thể mình sắp xếp bố trí thôi. Cái tool nó cung cấp cho mình nhiều khả năng thì mình muốn xài sao mình xài, bố trí sau đó tùy mình. Thì ở đây mình sẽ thấy một số cái như vậy ha. Bamboo á, nó có một cái bảng, nó gọi là Behind the Firewall á, BTF á, có trial một tháng, mọi người có thể đào về, run lên, nó ra nguyên y chang cái tool như vậy nè. Mình có thể làm gì trên đó, mình làm, mình có quyền admin luôn, tạo job, mình run thử này kia các thứ, mọi người có thể thử nếu như mà mình muốn tìm hiểu về nó hơn nữa ha. Cái máy này là mượn của mình. À, mọi người thấy ở đây không? Đó, đó là cái kết quả đó, nó quyền nó xanh hết.
ví dụ mình bấm ở đây nè, một cái á, là nó sẽ có kết quả xanh bass hay fail đó. Bây giờ mình thích run á, thì bấm vô đây. Mình run cái gì? Mình run cái on hay là mình run cái custom như đó? Biết rồi, nhưng mà cái run này nè, nó có hai ba thứ. Mình muốn run cái build, run cái plan hay run customize, mình có thể có cái để mà mình chọn mình muốn làm gì mình làm ha. Thì muốn run cái nào thì mình bấm cái đó mình run thôi. Còn nếu mà mình run xong rồi á, nó có action. Bây giờ mình muốn làm cái gì? Mình vô mình config, mình sửa hay mình disable cái plan này không cho nó chạy nữa. Hoặc là mình deploy gì đó đó, thì tùy ha, nó có nhiều cái. Lấy cái bạn nào quen mà bị theo nhiều quá. À, đây là một cái brand riêng. Là ví dụ đây là tác giả lần sau cùng mà commit code đó, nó được hiện cái tên lên đó đó. Thì nếu mà nó bị fail á, là nó báo cho cả đám là cái thằng đó đó, nó mới vừa làm bị fail nè, là mọi người viết gì đó kiếm. Là cái người cuối cùng mà mới vừa run cái build đó, mới vừa commit cái gì vô. Thì thường cái bamboo này á, nó trigger là mình cứ commit vô là nó run liền. Hãy bấm vào dùm commit này. Thì cứ mình commit lên á, là nó chạy liền. À, thì khi mà nó run như vậy á, thì mình dùm đây mình có thể biết được là ai nè, làm gì mới mệt, cái gì vô nó có tên hết trên cái danh sách đó. Nên là rất là dễ để mình truy lại. Rồi khi mà fail á, mình có thể coi được log ở đây. Rồi cái danh sách các test case mà chạy. Đó. Thì ở đây á, là nó có cái kết quả như này, như nãy Hải chạy á, nó báo là làm cái gì á. Mình xem full đi Hải. Thì nguyên cái list là nó làm cái gì, như hồi nãy mà nó chạy vòng mà mọi người thấy á, thì ở đây cũng vậy thôi, nhưng nó ghi ra một cái file log. Thì khi có vấn đề thì mình mới cần thôi, còn bình thường cũng chả ai coi mấy cái này hết á. Và thường coi cái này rất là khó cho mình chỉ search thôi, search cái keyword nào đó mình coi thôi, chứ còn text không mà rất là khó. Anh không biết nữa. Rồi ví dụ ở đây là test case, thì có cái thư mục test đó là nó có bao nhiêu cái test case cho cái build nó đã run dựa trên cái build này. Thì ví dụ ở đây nó báo 1056 test gì đó, ở bên kia 16 cái quality skip đây nè, đó mình có thể chỉnh cho nó là skip, có 16 cái test case nó đang skip là không có test mấy cây đó, không run mấy cây đó. Đó là mất 2 phút để chạy. Bình thường hồi xưa á, có những cái feature mình chạy 3-4 tiếng hồ mới xong được. 2 phút nhanh đúng không? Tại vì nó có mấy cây thôi, nó bị skip hết rồi. Thì một cái vấn đề liên quan đến cái chỗ này nhanh hay chậm nữa là mình nói luôn là đến cái phần web driver, mọi người hay quan tâm Selenium đúng không? Cái đó nó rất là bực mình ha, rất là mệt cho mình. Tại vì giả sử 1000 test case đó đi, mình run một phát 5 cây bị fail, mình run lại 5 cây đó nó pass, 5 cái cây khác fail. Chuyện đó là rất thường xuyên xảy ra. Nên ở trên Bamboo này á, nó có một cái chỗ nó có thể cho mình run lại những cái case mà bị fail thôi. Nghĩa là mình có thể run những cái fail test. Mình chọn được là chỉ run những cái case test case nào bị fail thôi, chứ đừng có run lại 1000 cái nữa. Nếu run 1000 cái là sẽ có khi chạy cả tuần cũng chưa xong được. Nên là mình chỉ run lại những cái fail cái kiểu vậy ha, nó có cho phép mình như vậy. Bây giờ đây là cứ là rerun fail thôi, trung tâm đích chót thôi, những cái nào mà chưa xong hay là bị fail mới run thôi, còn những cái mà pass rồi không chạy nữa là Bamboo tự nó hiểu, tự nó skip cây này, nó chạy cây kia cho mình. Thì đó là do tool thôi ha. Thì cái tool này nó có UI, nó có nhiều thứ cho mình rất là tốt, mình phải trả tiền. Còn Jenkins thì như free phải không? No, không có 7000 nha. Rồi ok, thì đó là mình show một cái tool khác cho mọi người coi, nó rất là nhiều cái tiện lợi và mình có thể bây giờ là xong demo em rồi đúng không? À, phần tiếp theo là đến phần mình hỏi đáp, thì mọi người có thể hỏi bất kỳ cái gì liên quan đến cái phần mình brand nhánh code như thế nào rồi tất cả mọi thứ. Thì mình sẽ có Hải là trả lời chính, một người nữa là Minh, là một developer thì cũng làm chính trên cái này nên cũng sẽ giúp trả lời cho mọi người. Và mình nữa thì mình biết cái gì mình trả lời cái đó ha. Mình nghỉ khoảng 5 phút để mình tắt mấy cái này xong rồi mình bắt đầu. Thank you.